ngày 30 tháng 11, kính thánh Andre Tông Đồ. Cũng như em trai mình là thánh Simon Phêrô, thánh Andre làm nghề đánh cá. Ngài là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, khi Gioan giơ tay chỉ về phía Chúa Giêsu và nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa", Andre đã lập tức rời bỏ Gioan Tẩy Giả mà đi theo thầy chỉ thánh Giêsu. Chúa Giêsu biết Andre đang bước theo mình thì quay lại hỏi: "Anh tìm gì thế?" Andre trả lời rằng: "Mình muốn biết nơi ở của Chúa Giêsu." Và Chúa Giêsu trả lời: "Hãy đến mà xem." Andre đã lưu lại với Chúa Giêsu một thời gian khi Ngài nhận ra đây đích thực là Đấng Messiah. Từ lúc ấy, Andre quyết định bước theo Chúa Giêsu và Ngài đã trở thành môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Sau đó, thánh Andre đem em mình là Simon, tức là thánh Phêrô, đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng nhận ra Simon là môn đệ của Người. Đầu tiên, hai anh em vẫn tiếp tục hành nghề đánh cá và phụ giúp gia đình. Sau đó, Chúa Giêsu mời gọi họ bỏ luôn lối sống cũ để trở thành môn đệ toàn phần của Người. Chúa Giêsu hứa cho họ trở thành những ngư phủ đi lưới người ta. Và lần này, hai anh em đã bỏ chài lưới của mình luôn. Người ta tin rằng, sau khi Chúa Giêsu lên trời, thánh Andre đã đến rao giảng tin mừng tại Hy Lạp. Người ta cũng nói rằng, thánh nhân đã bị giết chết trên một cây thập giá hình chữ X, chỉ bị trói chặt chứ không bị đóng đinh. Andre sống hai ngày trong tình trạng đau khổ như thế. Thánh nhân vẫn tìm được đủ nghị lực để rao giảng cho những người đến tập trung quanh vị tông đồ dấu yêu của họ. Hai quốc gia đã chọn thánh Andre Tông Đồ làm thánh bộ mạng, đó là nước Nga và Scotland. Khi thánh Andre Tông Đồ trông thấy cây thập giá mà Ngài sắp phải chịu chết trên ấy, thánh nhân đã kêu lên: "Ôi thập giá tốt lành, thập giá đã trở nên xinh đẹp nhờ châu thân Chúa Kitô." Chúng ta cầu xin thánh Andre giúp chúng ta biết nhận ra thập giá riêng của mỗi người chúng ta. Thánh nhân sẽ củng cố nghị lực cho chúng ta để chấp nhận thập giá ấy cách quảng đại. Thánh Giuse Mạc Sang Du, linh mục thừa sai 1803-1835. Thánh Giuse Mạc Sang Du sinh ngày 17 tháng 8 năm 1835 tại thành phố Passavant, tỉnh Doubs, nước Pháp. Tháng 11 năm 1823, thầy Giuse Mạc Sang được bề trên gọi về học triết tại École, rồi năm 1826 thì vào Đại chủng viện Besançon học thần học. Trong thời gian học thần học, thầy Mạc Sang luôn bị thôi thúc bởi tư tưởng xin đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy bàn chuyện với cha Linh Hướng rồi viết thư xin gia nhập hội thừa sai Paris. Được bề trên hội chấp nhận, thầy vui mừng trở thành tu sĩ của hội thừa sai Paris. Và sau đó, ngày 4 tháng 4 năm 1829, thầy lãnh chức linh mục. Vì bề trên tại Macau vừa nhận được tin báo rằng ngày 18 tháng 2 năm 1825, vua Minh Mạng đã tuyên bố sắc lệnh cấm đạo và tuyệt đối không cho các nhà truyền giáo Tây Dương được nhập cảnh. Nhưng rồi ít ngày sau, cha cũng cương quyết lên đường đi Việt Nam. Qua nhiều khó khăn và vất vả, tháng 3 năm 1830, nhà truyền giáo trẻ trung Mạc Sang cũng đã tới được Việt Nam. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ gay gắt cho lệnh bắt hết các đạo trưởng Tây Dương, tiêu hủy trong một ngày hơn 300 ngôi thánh đường, 18 tu viện bến thánh giá bị san bằng. Sau hơn 2 năm, ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đánh chiếm lại được thành Phiên An. Cha Mạc Sang Du trong lúc cử hành thánh lễ vừa xong thì bị bắt, bị đánh đập và bị nhốt vào cũi. Một chiếc cũi nhỏ dài 1 mét, rộng 7 tấc, cao 8 tấc, cha bị nhốt trong chiếc cũi này cho tới ngày bị xử tử. Trong cuộc tiến chiếm này có 1.994 người dân lành bị giết, trong đó có 66 người tín hữu Công giáo. Cha Phước cũng bị bắt và bị xử lăng trì, tức bị chặt chân chặt tay rồi mổ bụng trẻ thân ra làm bốn. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1836,
835, bảy phát súng thần công nổ vang kêu gọi mọi người đến chứng kiến cuộc xử án. Tại pháp trường, 5 cây cọc đã cắm sẵn, đội lý hình trói 5 người ngang lưng buộc vào cây thánh giá, hai tay giang ra buộc vào hai cánh thập giá, còn chân thì để thẳng xuống. Đứng hai bên mỗi tội nhân là hai đao phủ, một tên cầm kìm, một tên cầm dao. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.